chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hiện tại thì mình đang mới tan làm ha. Thì khoảng 6 giờ mấy thì đây là chỗ làm của mình nè. Đây là cái khoa Sydney. Các bạn thấy đây là một cái trong những cái tòa tháp rất là cao, thuộc dạng tòa tháp cao nhất ở Sydney ha. Thì hiện tại thì mình sẽ có đi ăn tối ở đây, tại vì mình được tặng một cái phiếu voucher đó để dùng bữa tại đây, mà mình làm đây cả năm trời mình cũng chưa bao giờ đi vào trong đây tham quan như thế nào. Thì tại vì mình làm á, mình đi ở trong cái công ty là nó có cái một cái hành lang nội bộ dành cho nhân viên, cho nên mình chỉ đi vòng vòng trong đó rồi tan làm thì mình đi về thôi à, chứ mình cũng chẳng có bao giờ mà đi dạo vô trong đó hết, tại vì ngày nghỉ thì mình cũng không vô đó làm gì đó. Thì ngày hôm nay thì tại vì có bạn ở Sydney tới chơi đó, thì sẵn mình có cái ưu đãi nhân viên được giảm 20%. Thì sẵn mình đi vô mình tham quan luôn, mình dẫn bạn vô ăn luôn, tại vì được ưu đãi mà. Và mình cũng được tặng thêm một cái voucher nữa là khoảng $150 đó. Thì đấy khu sảnh nè. Đó, khu mà mọi người sẽ đi vào đó. Kristen. Jay. Oh, thank you so much. Thank you all the Have way. Have a good night. Thank you. Oh, khách sạn 5 sao các bạn thấy không? Đẹp không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Oh, đây là cái sảnh nè, silk nè. Chuỗi nhà hàng khách sạn, đây là Noodle88. Nó có, trong cái hệ thống này thì rất nhiều cái nhà hàng khách sạn các bạn ha. Nó gồm cả chục cái lận đó, 5-6 cái gì đó mình cũng chưa đi hết. Đó, các bạn thấy rất là đẹp. Nè, các bạn thấy nè, lầu 5 nè, có cái chỗ nhà hàng mình lăng đàm nè. Đó là Epicurean, đó là một cái buffet. Trên lầu 3 thì mình đang ở lầu 3 thì có cái noodle là mì đó. Rồi đây là cái nhà hàng mình Silk nè. Đó. Rồi đây có Crystal. Ồ, đây là chơi cho những người đánh bài ha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đây là cái tea house, đây là cái phòng trà đó. Ồ, Silk. Đẹp quá trời luôn, Silk kìa. Booking my friend TXIO. Silk là một nhà hàng theo phong cách Trung Hoa, đều được những sư phụ nổi tiếng đảm trách. Đồ ăn ở đây đối với bọn mình thì cũng khá là ngon, và giá cả thì cũng không quá mắc khi vị trí nằm ngay trung tâm thành phố và có một cái view rất là đẹp ngắm ra bờ sông. Quán được thiết kế rất là sang trọng theo tiêu chuẩn phong cách của nhà hàng 5 sao. Đang ở tại cái Darling Harbour ha. Các bạn thấy sau lưng mình đây là một cái viện bảo tàng về về cái những cái về tàu bè ha. Thì hiện tại là Sydney đang vào mùa đông, thì họ có một cái lễ hội rất là lớn hàng năm được tổ chức tại Sydney Úc, thì có gọi là VV Sydney. Đây là gọi là lễ hội ánh sáng. Thì năm nay nghe nói là sau cái mùa dịch thì để thu hút những cái khách du lịch thì Úc đã rất là tích cực tổ chức những cái lễ hội ánh sáng, và hôm nay năm nay là hoành tráng hơn các năm ngoái và quy mô thì có vẻ lớn hơn rất là nhiều. Hiện tại là những cái hiệu ứng ánh sáng hiện đại được những cái công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng trong cái lễ hội ánh sáng này. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi một vòng từ cái Darling Harbour sẽ tới cái Circular Quay ha. Thời gian dự kiến thì khoảng hơn 30 phút đi bộ, 30 đến 40 phút đi bộ tùy theo họ kiếm một con đường kết nối giữa Darling Harbour và cái Circular Quay, một cái lễ hội ánh sáng rất là đẹp, mà mình xin mời quý vị các bạn hãy cùng đồng hành với mình để tham gia xem coi là cái lễ hội ánh sáng này năm nay có gì đặc sắc so với những năm trước ha.
Đây là những chiếc cái hình tàu chiến và họ chiếu đèn lên ha các bạn ha. Đây là một cái bảo tàng về tàu biển. Knocking at my door, a little too late for, I'm sorry for, the lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grave, see I finally pressure causing questions that you'd never ask. That's a long path down the wrong road, leaving room for the doubts. Feed my soul to the crows. Another lethal dose, get addicted to the pain. We get caught up in the web, get the venom to the brain. Yeah, you ain't good enough, you'll never be. This is why they left. You're the fakest of them all. Who you living to impress? You don't really have nobody. They don't hear you when you speak. And this happiness is something that you'll never get to reach. Why we do it to ourselves? Better hold on to what we got.
It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's all I'm for love. Thank you. Quý vị các bạn có thể thấy rằng là hiện nay là dòng người đổ ra rất là đông nghẹt luôn ha. Và mọi người thì đang rất là tấp nập. Và đường phố này rất là đông vui luôn. Thấy các quán cà phê ở đây là đó rất là đông nghẹt người luôn. Và không khí đây rất là nhộn nhịp, rất là vui. Mặc dù đây chỉ là mới ngày thứ năm, mình nghĩ ngày cuối tuần nó còn đông vui hơn rất là nhiều ha các bạn ha. Đi ngày thường thì mình không ngờ, mình cứ nghĩ là chắc là nó không có đông lắm, nhưng không ngờ là nó đông quá trời đông luôn. Mọi người bà con đổ ra vui chơi rất là vui vẻ. Đây là một trong những cái phố được gọi là nhộn nhịp nhất ở cái khu xứ này nha. Thì thấy là những cái đèn họ, những cái quán họ dân rất là đẹp luôn. Và ở đây rất là nhiều tàu luôn ha. Họ đây là một trong những cái dịp làm ăn này đó, rất là nhiều tàu họ đậu để đón khách đó. À, họ bóp những cái cọng dây, những cái đèn nó đung đưa nè. Oh.
nha. Oh, wow.
We'll be right back.
kêu động người. Người ngồi nghẹt luôn, ngày hôm nay người đông quá trời đông luôn. Đây là cái nhà hát con sò nè, mình đang ở trên một cái đồi của Botanic Garden ha. Mình đang coi cái con sò. Các bạn thấy người đã đông. Bây giờ thì người quá trời đông các bạn ha, các bạn nhìn. Người đã nghẹt cứng ở dưới luôn. Bây giờ đi về cũng là một vấn đề ha, bây giờ người chen chúc nhau đi về. Đó, bây giờ là chương trình con sò đã xong rồi, bây giờ thì đi về cũng là một cái vấn đề lớn. Là người đông nghẹt luôn.